Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Quyết liệt xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ. Sơn La tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023. Phát huy hiệu quả bệnh xá quân dân y kết hợp nơi biên giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến do Ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quán triệt triển khai các thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Theo thông tin báo cáo, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 7 tháng 8, toàn quốc xảy ra 3.473 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.957 người, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tuyên truyền vận động 4.219 chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường, phối hợp tuyên truyền gần 6.100 buổi với hơn 660.000 người tham gia. Lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động hơn 373.000 lượt tổ công tác với trên 1,5 triệu lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý trên 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 2.281 tỷ đồng, trong đó xử lý phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn trên 249.000 trường hợp phạt tiền trên 1.100 tỷ đồng. Tại tỉnh Sơn La, sau 3 tháng rưỡi triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức trên 4.700 ca tuần tra kiểm soát với trên 18.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện xử lý 8.918 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 26,2 tỷ đồng, phát hiện 34 vụ, 39 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng xử lý về nồng độ cồn là hơn 6.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20,8 tỷ đồng hơn 1.330 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị đại diện lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để thực hiện một cách xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục tăng cường xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn, trong đó tập trung vào những thời gian cao điểm như ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, ngày nghỉ kéo dài tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ thị của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023, trong đó ưu tiên đẩy mạnh truyền thông quán triệt quan điểm chuyển đổi số là chuyển đổi tư duy, nhận thức và hành động tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Về 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh yêu cầu các ngành địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó tập trung triển khai về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và triển khai các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh để phục vụ chuyển đổi số chuyển đổi cơ bản hoạt động chỉ đạo, quản lý điều hành, báo cáo kiểm tra của chính quyền các cấp trên môi trường mạng, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất trong toàn tỉnh, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La trên cơ sở kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong toàn tỉnh, thí điểm triển khai mô hình đô thị thông minh cung cấp một số dịch vụ thông minh trong hoạt động quản lý điều hành giám sát khám chữa bệnh dạy và học triển khai nền tảng số về nông nghiệp truy xuất nguồn gốc ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại khám chữa bệnh tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn bản có điện lưới quốc gia thuộc vùng trắng vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng trên địa bàn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay. Để đảm bảo công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện theo quy định. Với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, cơ sở đào tạo cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tiếp tục ra soát lại đề án tuyển sinh. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, cơ sở đào tạo phải tuân thủ các quy định hướng dẫn Việc điều chỉnh phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ đạo Cơ sở Đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22 tháng 8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 6 tháng 9. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Phong trào và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận tại huyện Yên Châu. Điểm nổi bật trong các phong trào và hoạt động của công đoàn huyện Yên Châu trong nhiệm kỳ qua, đó là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Công đoàn đã phát động phong trào thi đua đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc thi như là thi văn hóa ứng xử, thi điều dưỡng viên thanh lịch, từ đó đã tạo ra được các cái chuyển biến về thái độ trong đội ngũ cán bộ y tế, tạo được sự hài lòng của người bệnh. Cùng với đó để nâng cao trình độ chuyên môn, chúng tôi đã phát động các phong trào học tập như là nâng cao trình độ chuyên môn của các đoàn viên công đoàn các đoàn viên công đoàn làm chủ các đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo tiếp tục được đông đảo cán bộ đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện hưởng ứng. Đã có 65 sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu, cùng hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp biểu dương khen thưởng trong các phong trào và hoạt động công đoàn. Mà đối với cá nhân thì nhận thức sâu sắc được trách nhiệm là người cán bộ đoàn thì phải gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các hoạt động của đoàn và trong thời gian qua thì cá nhân đã chủ động tìm tòi nghiên cứu, thường xuyên tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ và kêu gọi các đoàn viên thanh niên cùng tham gia phát triển kinh tế. Yên Châu hiện có 75 công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.519 đoàn viên, với phương châm hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn trong huyện đã tập trung tuyên truyền, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Nhiều công đoàn cơ sở thực hiện sáng tạo, góp phần tích cực vào công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Với những nỗ lực và cố gắng, 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết đại hội 9 đã đề ra đều đạt và vượt so với nghị quyết và trong nhiệm kỳ tới thì các cấp công đoàn trong toàn huyện sẽ cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp để thực hiện có hiệu quả tại cơ sở. Đặc biệt là trọng tâm quan tâm đến ba khâu đột phá trong cái nhiệm kỳ tới. Với ba khâu đột phá đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, hoạt động công đoàn và các phong trào trong cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Yên Châu sẽ thu được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chi đoàn phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Tri đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Tri đoàn Bệnh viện Gia Liễu, Tri đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La và các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình Gian hàng không đồng, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mừng Lạn, huyện Sốc Cổ. Hơn 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được mời tham gia chương trình Gian hàng không đồng bằng hình thức cấp phiếu đổi hàng miễn phí với tổng giá trị gần 30 triệu đồng bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm. Tại chương trình các đơn vị đã trao 10 xuất quà cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiến hành thăm khám, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân. Thông qua chương trình đã thể hiện vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng, góp phần chung tay giảm bớt những vất vả khó khăn trong cuộc sống của người dân vùng biên giới. Tại bản Pa 2 xã Trình Tương. Huyện đoàn Yên Châu đã tổ chức khánh thành sân chơi Thanh thiếu nhi và công trình nhà nhân ái năm 2023. Công trình sân chơi Thanh thiếu nhi gồm các thiết bị dụng cụ thể dục, xà đơn hai bậc, xoay eo, đi bộ trên không, đạp xe, xích đu nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và các em thanh thiếu nhi trên địa bàn. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí 10 triệu đồng từ nguồn chương trình Tháng thanh niên, tháng 3 biên giới do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Công trình nhà nhân ái được trao cho một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Pa Kha 2, xã Trình Tương. Công trình được khởi công từ tháng 3 năm 2023, có diện tích 50 m2, gồm nhà ở, bếp, công trình phụ. Công trình được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, người dân trong bản. Đây là hoạt động thiết thực của huyện đoàn Yên Châu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn đóng quân, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326, quân khu 2 đã tích cực kiên trì tuyên truyền vận động bà con các dân tộc, từ bỏ các hủ tục lạc hậu, kết hợp với thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, góp phần từng bước nâng cao sức khỏe cộng đồng ở vùng biên giới sốc cục. Bệnh xá quân dân y kết hợp của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đóng quân trên địa bàn xã Mường Lèo là xã vùng sâu vùng xa biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốc Cộp. Hiện nay, bệnh xá đã được đầu tư xây dựng với đầy đủ vật tư, dụng cụ y tế cơ bản và các loại thuốc phục vụ khám chữa bệnh thông thường, cũng như sơ cứu ban đầu cho quân và dân. đây là một vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, đặc biệt như là nhân là thường là người dân tộc thiểu số nói tiếng kinh hầu như là không biết tiếng, Thế này rất khó khăn trong cái công tác điều trị, hai này, vật chất cơ sở nó cũng thiếu thốn nhưng được sự nỗ lực của tất cả anh em trong bệnh xá và được sự giúp đỡ của đảng ủy chỉ huy đoàn thì bệnh xá chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm vừa qua và cũng đã được bà con tin yêu. Bệnh xá hiện có 4 cán bộ y bác sĩ, nhưng bình quân hàng năm đã tổ chức thu dung điều trị cho trên 1.000 lượt quân và dân. Từ đầu năm 2023 đến nay đã khám và điều trị cho trên 730 bệnh nhân, hỗ trợ tiền ăn, tiền thuốc với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 76,06%, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt 96,1% tôi bị đau bụng liên tục 2 ngày ở nhà không chịu được, gia đình đã đưa tôi đến bệnh xá đoàn kinh tế, Quốc phòng 326 để điều trị. Tôi được các bác sĩ chẩn đoán là bị tiêu chảy mất nước. Sau điều trị đến nay thì sức khỏe tôi đã dần ổn định. Ở đây tôi được hưởng các chế độ như là ăn nghỉ như bộ đội. Gia đình cảm ơn các y bác sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực phối hợp trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn với trạng y tế xã Mường Lèo, tham gia các chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí. Có thể thấy, hoạt động của bệnh xá quân dân y kết hợp tại đoàn kinh tế quốc phòng 326 quân khu 2 đã và đang góp phần chăm sóc tốt sức khỏe, từ đó giúp người dân ổn định đời sống và đồng hành với bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Thưa quý vị, ngày nay khi đất nước bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã và đang tác động nhiều đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Thái bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nói chung và đối với dân tộc Thái nói riêng cũng đang đứng trước những thách thức có nguy cơ mai một. Để bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vẫn có những con người đang ngày đêm âm thầm tâm huyết nghiên cứu, gìn giữ và truyền dạy lại văn hóa chữ viết của đồng bào dân tộc Thái cho thế hệ mai sau. Nghệ nhân ưu tú Hà Long ở thành phố Sơn La là một trong số những con người đang ngày đêm cống hiến, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trong nhịp sống hội nhập, phát triển kinh tế thị trường. Ông thực hiện công việc sưu tầm nghiên cứu văn hóa, sáng tác các tác phẩm truyện ngắn, thơ ca về cội nguồn của dân tộc Thái, cũng như tham gia dạy học tiếng và chữ viết Thái. Dù đã 84 tuổi, ông vẫn luôn dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu, truyền dạy văn hóa, chữ viết và tiếng nói của đồng bào dân tộc Thái cho thế hệ ngày nay ông cũng là một trong những thành viên có nhiều đóng góp lớn của hội đồng biên soạn ra chữ Thái chuẩn lưu hành hiện nay. Vâng thưa ông, vậy lý do và cơ duyên nào mà đã đưa ông đến với công việc sưu tầm nghiên cứu văn hóa cũng như là chữ viết của người dân tộc Thái ạ? Tôi là người Thái, cho nên tôi rất yêu tiếng nói và chữ viết người Thái. Tôi đến với Sứ Thái rất sớm. Từ năm 1948 49 là tôi đã học Sứ Thái ở anh trai tôi ở nhà nổi tiếng đói của sự người Thái cũng rất hay và đặc biệt là có cái bài về uh, sòn côn có nghĩa là dạy người ấy có 521 câu vần rất hay cho nên tôi uh, ham muốn Chữ thái từ năm 48, 49 ấy, lúc ấy có 6 tuổi, 7 tuổi thôi. Học tại nhà, do anh trai ruột dạy, mà chữ của anh ấy rất đẹp. Tôi yêu cả chữ của anh, ấy. yêu cả tiếng người Thái, rồi yêu cả bài dạy người, dạy con người, khoám xón cốt có nhà dạy con người của người Thái. Vậy thì lý do vì sao mà ông lại dành nhiều thời gian để cho việc nghiên cứu cũng như là giảng dạy chữ Thái? muốn biết sâu sắc và đầy đủ hơn về văn hóa truyền thống của người Thái thì phải thông qua chữ viết, phải biết được chữ Thái thì mới hiểu được. Bởi vì tất cả những ông cha ta ngày xưa cũng đã viết vào tác phẩm qua tác phẩm này, tác phẩm kia được qua qua chữ Thái. Cho nên là các thế hệ người Thái về sau này muốn biết hiểu được truyền thống văn hóa người Thái thì phải viết chữ viết. cho nên là là cố gắng là truyền đạt cái chữ việc, chữ viết này cho cho thế hệ sau này. Việc dành tâm huyết cho nền tân hóa cũng như là truyền dạy chữ Thái của mình, uh, điều mong muốn lớn nhất của ông là gì? Mong muốn của tôi về các tác phẩm ấy là để người ta biết được cái truyền thống văn hóa của dân tộc Thái từ ngày xưa tới nay làm sao là, là là các thế hệ sau này cũng biết chữ Thái mà đã tham mưu để tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ra quyết định cho học rồi đấy, cho người lớn học đã, rồi sau đó, cho so, cho so đưa vào học ở trường phổ thông thì sau này thì nền văn hóa của dân tộc Thái sẽ được uh, bảo tồn và phát huy phát huy cao độ hơn nữa. À, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông về à, những trao đổi vừa rồi. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tiền nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Thuận Châu đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong ngành giáo dục và đào tạo của huyện. Từ đầu năm đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thuận Châu được duy trì và có bước phát triển tích cực. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai ban hành các văn bản phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai quy chế phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật với các nội dung biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại môi trường giáo dục lành mạnh. Nhìn chung các đơn vị trường học cơ bản đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Công an tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho một cá nhân và 5 phần quà cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Tin cảnh báo rông, tố, lốc xét, mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh Sơn La. Trong những giờ qua, theo dõi, trên ảnh radar thời tiết xác định được những vùng mây đối lưu đã phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã và Sốc Cục. Cảnh báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.